Thân mến chào các em, rất vui lại được gặp các em trong chương trình bổ trợ toán đại học. Vừa rồi thầy đã trao đổi với các em về cái ví dụ ứng dụng hàm nhiều biến trong kinh tế, thì chúng ta đã nói tới cái ví dụ đó nhưng mà mới bắt đầu nói thôi, chưa giải gì cả. Bây giờ mời các em theo dõi tiếp, chúng ta sẽ giải quyết ví dụ đó và nhiều ví dụ khác nữa. Đây là cái ví dụ mà các em đã được xem qua trong lần trước. Bây giờ các em đọc lại trước khi chúng ta giải quyết nó. Tóm lại là một công ty sản xuất hai loại sản phẩm và bán với đơn giá là B1 và B2, thì chúng ta có hàm lợi nhuận là bằng tổng doanh thu trừ tổng chi phí. Tổng doanh thu là bằng doanh thu của mặt hàng thứ nhất cộng doanh thu mặt hàng thứ hai. Doanh thu của mặt hàng thứ nhất là lấy số lượng của sản phẩm thứ nhất nhân với đơn giá của sản phẩm thứ nhất. Doanh thu của mặt hàng thứ hai là lấy số lượng của mặt hàng thứ hai nhân với đơn giá của nó. C ở đây là tổng chi phí. Ở đây người ta cho trước B1 là bằng 400, B2 bằng 600 và cho hàm tổng chi phí là C bằng Q1 bình phương cộng 2Q2 bình phương cộng 2Q1 cộng 4Q2 cộng 300. Bài toán đặt ra cho các em là tìm Q1 và Q2 để hàm lợi nhuận B đạt max. Q1 là số lượng của sản phẩm thứ nhất, Q2 là số lượng của sản phẩm thứ hai. Và bây giờ bài toán của chúng ta đưa về tìm cực đại toàn cục của hàm hai biến. Chúng ta thế cụ thể B1 bằng 400, B2 bằng 600 vào và thế cái hàm C là Q1 bình phương cộng 2Q2 bình phương cộng 2Q1 cộng 4Q2 cộng 300 mà trừ C, nên chúng ta có toàn bộ là dấu trừ ở đây. Chúng ta đơn giản bớt, chúng ta viết hàm B còn lại là 398Q1 cộng 596Q2 trừ Q1 bình phương trừ 2Q2 bình phương trừ 300. Bây giờ chúng ta đi tìm cực đại toàn cục của hàm bi này, hàm hai biến thôi. Chúng ta lại quay về một cái điều cũ kỹ là gì? Điều kiện cần để một hàm nhiều biến đạt cực trị là tất cả các đàm riêng cấp 1 của nó đều bằng 0. Thì ở đây có hai biến thôi, thì cho hai cái đàm riêng cấp 1 bằng 0 là xong. Thì điều kiện cần để hàm bi của chúng ta đạt cực trị tại Q1, Q2 là đàm riêng cấp 1 theo biến Q1 bằng 0. Đàm riêng cấp 1 theo biến Q2 là bằng 0. Giải cái hệ phương trình gồm hai phương trình này thì cách giải thì nó chỉ là một bài toán của lớp lớp 7 thôi. Lớp 5, lớp 6, lớp 7 gì cũng có thể giải được bài toán này. Chúng ta tìm được Q1 là bằng 199 và Q2 là bằng 298. Và bây giờ chúng ta tìm điều kiện đủ. Điều kiện đủ là xét H1 và H2 tổng quát tại Q1, Q2 tổng quát chứ không xét tại điểm dừng cụ thể như là cực trị địa phương nữa. Và bây giờ chúng ta xét H1, H2 để kết luận là nó đạt cực đại toàn cục tại Q1, Q2 như đã tính ở đây. Cái ma trận hết của chúng ta là đây là A11 là đàm riêng cấp 2 của hàm B theo biến Q1 2 lần. Đàm riêng cấp 2 của hàm B theo biến Q1 một lần, Q2 một lần.
hai cái này bằng nhau. Và đây là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm bi theo biếm Q2 hai lần. Thì chúng ta có đạo hàm riêng cấp 2 của hàm bi theo biếm Q1 Q2 là hoặc là Q2 Q1 đều bằng 0. Lấy đạo hàm riêng cấp 2 của hàm bi theo biếm Q1 hai lần là bằng -2. Và đạo hàm riêng cấp 2 của hàm bi theo biếm Q2 hai lần là bằng -4. Nhìn vào đây thì chúng ta thấy là H1 là bằng -2 âm với mọi Q1 Q2. H2 là bằng 8 dương với mọi Q1 Q2. Chúng ta có thể kết luận là hàm bi chúng ta đạt cực đại toàn cục tại điểm dừng ở trên. Và bây giờ chúng ta viết tiếp. Nhìn ở đây chúng ta biết kết quả rồi, nhưng mà chúng ta viết ra kết quả đó ra. H1 bằng -2 âm với mọi Q1 Q2. H2 bằng 8 dương với mọi Q1 Q2. Do đó chúng ta kết luận rằng hàm lợi nhuận của chúng ta đạt cực đại toàn cục tại Q1 bằng 199 và Q2 bằng 298. Như vậy là chúng ta có thể giải quyết được bài toán tìm cực đại toàn cục của hàm hai biến tương đối là đơn giản và dễ dàng, phải không? Bây giờ các em xét thêm một ví dụ nữa. Giả sử một công ty có hàm lợi nhuận là bi bằng tổng doanh thu trừ tổng chi phí. Ở đây chúng ta có doanh thu là đơn giá nhân với số lượng, vế đôi là lương của một lao động, L là số lao động, R là lãi suất của vốn vay, hay là lãi suất của vốn, K là vốn. B là lợi nhuận, R là doanh thu, C là chi phí, L là lượng lao động, V đôi là tiền lương của một lao động, K là tiền vốn, R là lãi suất của tiền vốn. B là đơn giá. B là đơn giá. Q là số lượng sản phẩm. Và bây giờ ở đây chúng ta giả sử là hàm Q là hàm sản xuất cóp đu láp, nó có dạng là Q bằng L mũ alpha nhân K mũ beta với alpha beta lớn 0 và nhỏ 1. Ở đây chúng ta chọn alpha bằng 1 phần 3 và beta bằng 1 phần 3 cho đơn giản. Ở đây chúng ta cho V đôi bằng 1, R bằng 0,02 và B bằng 3. Khi đó chúng ta có cái hàm lợi nhuận của chúng ta là B bằng, đây là công thức chúng ta đã biết ở trên. Chúng ta thế vào, thế B bằng 3 nè, Q bằng L mũ 1 phần 3 nhân K mũ 1 phần 3, thế V đôi bằng 1, thế R bằng 0,02. Thì bây giờ vấn đề của chúng ta lại là quay về một vấn đề rất cũ, đó là tìm cực trị toàn cục của hàm hai biến. Hàm hai biến ở đây là L và K. Giờ chúng ta đi tìm điều kiện cần. Để tìm điều kiện cần thì chúng ta tính các đạo hàm riêng cấp 1 của hàm bi theo biến L, đạo hàm riêng cấp 1 của hàm K, của hàm bi theo biến K. Thì lấy đạo hàm cái này theo biến L thì chúng ta có là bằng L mũ trừ 2 phần 3 nhân cho K mũ 1 phần 3, đạo hàm cái này là trừ 1. Đạo hàm theo biến K cũng tương tự như vậy. Cái này là bằng L mũ 1 phần 3, K mũ trừ 2 phần 3 và đạo hàm cái này theo K là trừ 0,02. Và bây giờ các em chú ý là chúng ta cần phải tính cái gì nữa. Chúng ta sẽ tính đạo hàm riêng cấp 2 sau khi tìm được điểm dừng.
Bây giờ chúng ta đi tìm điểm dừng bằng cách cho tất cả cái đàm riêng cấp 1 này bằng 0 này. Bây giờ chúng ta đi tìm điểm dừng. Điểm dừng tức là điều kiện cần để hàm đạt cực trị tại L, K là tất cả cái đàm riêng cấp 1 bằng 0. Các em chuyển vế qua và lũy thừa 3 hai vế lên. Sau đó chúng ta có thể nhân hai vế cho hai vế của phương trình này cho L bình phương và hai vế của phương trình này cho K bình phương thì chúng ta có kết quả như thế này. Chuyển vế, lũy thừa 3 hai vế. Thế nào? Ở đây chúng ta khỏi nhân cho L bình phương cũng được, sau đó nhân sau cũng được. Chuyển vế và lũy thừa 3 hai vế chúng ta có được cái phương trình này, hệ phương trình này. Để giải cái hệ phương trình này thì bất cứ một học sinh phổ thông nào, học sinh học lớp 10 nào cũng có thể giải được. Rồi bây giờ các em bỏ qua cái việc giải hệ phương trình này đi, bởi vì giải hệ phương trình này là một điều rất là đơn giản mà bất cứ học sinh lớp 10 nào cũng có thể giải được. Giải hệ phương trình trên chúng ta có một kết quả là K bằng 2500 và L là bằng 50. Ở đây các em thấy rằng giả sử như các em lấy đơn vị tiền là triệu đồng chẳng hạn thì K sẽ bằng là 2500 triệu. Nếu mà các em lấy đơn vị lao động là người là 50 người mà đơn vị là 10 người là 500 người. Vậy đó. Bây giờ chúng ta xét tiếp điều kiện đủ để hàm đạt cực đại toàn cục. Bây giờ các em xét tiếp. Bây giờ chúng ta có là ma trận hết của chúng ta là đây là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm bi theo biến L hai lần, tức là A11 đó. Đây là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm bi theo biến L một lần, K một lần. Cái này theo K một lần, L một lần, hai này bằng nhau. Và đây là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm bi theo biến K hai lần. Thì chúng ta có cái ma trận này bằng các số liệu đây là chúng ta đã tính ở trên rồi. Không? Cái này là tính ở trên. Từ ở trên tính xuống không? Từ cấp 1 chúng ta tính qua cấp 2. Chúng ta thế vào đây luôn. Bây giờ chúng ta tính H1, H1 là cái này là nhìn vô thấy rồi, H1 là âm với mọi K và L dương. Còn H2 là chúng ta lấy hai này nhân nhau nè. Trừ hai này nhân nhau. Thì lấy hai này nhân nhau chúng ta được là gì? 4 phần 9 của gì? L mũ trừ 4 phần 3 nhân với K mũ trừ 4 phần 3. Trừ cho hai này nhân nhau là gì? Là 1 phần 9 của L mũ trừ 4 phần 3 nhân cho K mũ. Không, cái này là L mũ trừ 4 phần 9 chứ không phải là trừ 4 phần 3. Phải không? Ở trừ 4 phần 3 chứ. L mũ trừ 4 phần 3. K mũ trừ 4 phần 3 đúng rồi. Còn cái này nhân nhau là 1 phần 9 của L mũ trừ 4 phần 3 và K mũ trừ 4 phần 3. Tại vì chúng ta có là L mũ x nhân L mũ y tức là L mũ x cộng y, hai này cộng lại này đó. Rồi chúng ta xét tiếp. Đó chúng ta thấy H1 âm nè với mọi K và L dương. H2 như ở trên chúng ta nói đó. Chúng ta rút gọn đi chúng ta được là bằng 3 phần 9 tức là 1 phần 3 của L mũ trừ 4 phần 3 và K mũ trừ 4 phần 3 dương. Chúng ta có H1 dương với mọi L và K dương. H2 dương với mọi L và K dương. H1 âm chứ, H1 âm. H1 âm với mọi L và K dương. H2 dương với mọi L và K dương. Thì các em thấy có âm có dương nè, có nam có nữ. Là chúng ta nhớ rằng hàm chúng ta sẽ đạt cực đại toàn cục. Nếu như xét tại điểm
NLK cụ thể thì chúng ta có cực đại địa phương. Ở đây chúng ta xét với tất cả các NLK dương, nên chúng ta kết luận là hàm đạt cực đại tổng cục. Từ đó chúng ta suy ra là hàm bi đạt cực đại toàn cục. Còn hàm bi lõm ngặt toàn cục thì chúng ta không cần nói cũng được. Nói thêm cho biết thôi, không cần nói. Ở đây chúng ta chỉ cần xét là nó đạt cực đại toàn cục là được rồi. Tại K bằng 2500 và tại L bằng 50. Điều này có nghĩa là nếu công ty muốn đạt lợi nhuận tối đa, thì ví dụ như là tiền vốn tính bằng triệu, thì công ty phải cần sử dụng một số vốn là 2.500 triệu và sử dụng một số lượng công nhân là 50 người. Vậy thôi. Ở đây là những ví dụ rất đơn giản về kinh tế để cho các em tập làm quen thôi với những ứng dụng của hàm nhiều biến vào trong kinh tế. Vậy thôi. Và bây giờ các em xét tiếp một ví dụ nữa. Thì chúng ta xét nhanh thôi. Tại vì vấn đề rất là đơn giản là cái tìm cực đại hay cực tiểu toàn cục của hàm hai biến nữa thôi, không có gì cả. Nói về toán thì nó rất đơn giản. Bây giờ chúng ta giả sử một xí nghiệp sản xuất một loại sản phẩm và bán tại hai thị trường riêng biệt. Bây giờ chúng ta gọi B1 là đơn giá bán tại thị trường thứ nhất và B2 là đơn giá bán tại thị trường thứ hai. Ở đây các em thấy rằng nó có một mâu thuẫn là B1 lớn B2, mặc dù là chi phí dành cho cái thị trường thứ hai là cao hơn thị trường thứ nhất. Thì các em sẽ thấy rằng đôi khi vì lỗ mà cần mở rộng thị trường, người ta vẫn cần phải làm. Bài toán ở đây là có điều phi lý là như vậy, nhưng mà vì người ta muốn mở rộng thị trường. Giống như là các em đang có thị trường tại Sài Gòn, các em muốn mở rộng thị trường tại Hà Nội. Mang sản phẩm ra Hà Nội thì tốn chi phí nhiều hơn, nhưng mà các em có thể bán giá rẻ hơn để tiếp cận thị trường, để mở rộng thị trường, để marketing và để tạo điều kiện phát triển cho tương lai chẳng hạn. Bây giờ chúng ta giả sử hàm tổng chi phí của chúng ta là một hàm C theo Q1, Q2. Ở đây chúng ta nói sao Q1, Q2 thì đúng hơn là theo Q1, Q2. Q1 là lượng hàng bán trên thị trường thứ nhất, Q2 là lượng hàng bán trên thị trường thứ hai. Các em thấy rằng là Q1 chính là lượng hàng bán trên thị trường thứ nhất, Q2 là lượng hàng bán trên thị trường thứ hai. T là chi phí tăng thêm trên một đơn vị sản phẩm ở thị trường thứ hai. Các em thấy là trên thị trường thứ hai bán rẻ hơn mà chi phí lại mắc hơn. Đó là điều phi lý, nhưng mà đôi khi người ta cần làm như vậy để mở rộng thị trường. Khi đó chúng ta có hàm lợi nhuận của chúng ta là B bằng doanh thu trên thị trường thứ nhất cộng doanh thu trên thị trường thứ hai từ chi phí, và đây là trừ tổng chi phí nè, cái này cả hai cái này là tổng chi phí, trừ tổng chi phí. Bây giờ chúng ta giải bài toán này với B1 cụ thể là bằng 7, B2 bằng 6 và cho hàm chi phí theo Q1 Q2 là Q1 bình phương cộng Q1 Q2 cộng Q2 bình phương cộng 3 và cho T là bằng 1. Giờ thế vào đây thì chúng ta sẽ có một hàm hai biến theo Q1 Q2. Khi đó chúng ta có là hàm bi thế vào, thế B1 bằng 7, B2 bằng 6 và đây là C này. Và T bằng 1 thế cho đây nè, đó. Rút gọn lại chúng ta được một hàm bậc 2 và hai biến theo Q1 và Q2.
Vấn đề đặt ra là tìm cực đại toàn cục của hàm này thôi. Thì chúng ta có điều kiện cần là gì? Là tất cả các đàm riêng cấp 1 theo biến Q1 và theo biến Q2 đều bằng 0. Lấy đàm riêng cấp 1 của hàm bi theo biến Q1, chúng ta được là trừ 2Q1 trừ Q2 cộng 7. Lấy đàm riêng của hàm bi theo biến Q2, chúng ta được là trừ Q1 trừ 2Q2 cộng 5. Đây này, lấy đà hàm của hàm này thôi. Chuyển vế qua thì và nhân hai cái này cho hai đó, thì chúng ta được cái này để là dễ giải này. Nhìn vô đây chúng ta thấy là chúng ta trừ phương trình dưới cho phương trình trên rồi chia cho hai, chúng ta được trừ phương trình dưới cho phương trình trên là được mấy? Là được 3, 3Q2. Rồi chia cho 3 chúng ta được Q2 bằng 1. Có Q2 bằng 1 rồi thế vào đây. Chuyển vế qua và chia cho 2 chúng ta được Q1 bằng 3. Rồi bây giờ chúng ta xét tiếp điều kiện đủ. Bây giờ các em nhớ nè, Q1 bằng 3 và Q2 bằng 1. Chúng ta sang trang khác. Chúng ta xét tiếp điều kiện đủ. Điều kiện đủ thì đơn giản thôi. Cái H chúng ta là bằng, mặt bằng H chúng ta là bằng trừ 2 trừ 1 trừ 1 trừ 2. Cái này là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm bi theo biến Q1 hai lần. Đây là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm bi theo biến Q2 hai lần. Cái này là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm bi theo biến Q1 một lần và theo biến Q2 một lần. Nhìn vô đây thì chúng ta thấy rằng H1 âm và H2 dương với mọi Q1 Q2. Do đó chúng ta kết luận là đó, H1 âm, H2 dương với mọi Q1 Q2. Do đó chúng ta kết luận là hàm bi lõm ngặt toàn cục, cái này không cần biết, không cần cũng được. Và điều chúng ta muốn nói là hàm bi đạt cực đại toàn cục khi Q1 bằng 3 và Q2 bằng 1. Và khi đó nếu cần thế vào thì chúng ta có bi là bằng này nè, thế vào cái phương trình của hàm bi ở trên đó. Cái này thì dễ rồi. Giống như vậy nè, giống như là chẳng hạn như là một công ty sản xuất ra 4.000 chiếc xe Honda chẳng hạn, bán ở thị trường Sài Gòn là 3.000 chiếc và bán ở thị trường Hà Nội là 1.000 chiếc, ví dụ đây, thì lúc đó công ty sẽ đạt được lợi nhuận cực đại. Bài toán thì nó có ý nghĩa như vậy thôi. Thì bây giờ bài toán vừa rồi đó là B2 nó lại nhỏ hơn B1, tức là đơn giá của thị trường thứ hai nó lại nhỏ hơn đơn giá của thị trường thứ nhất, nhưng mà vì người ta muốn mở rộng thị trường nên người ta chấp nhận như vậy. Bây giờ chúng ta xét một bài toán có vẻ tự nhiên hơn, là đơn giá của thị trường thứ hai thì lớn hơn đơn giá của thị trường thứ nhất. Bài toán hoàn toàn tương tự như bài toán vừa rồi. Do đó chúng ta cũng xét nhanh thôi. Mời các em theo dõi tiếp. Tức là cái ví dụ giống hệt như vừa rồi đó các em. Và lúc này á thì các em để ý này, người ta sản xuất ra một số lượng là Q, bán trên thị trường thứ nhất là Q1 và bán trên thị trường thứ hai là Q2 vậy thôi. Giống như là một công ty sản xuất ra 1.000 đôi giày chẳng hạn, bán ở thị trường Sài Gòn là 700 đôi và bán ở thị trường Nha Trang là 300 đôi. Hai cái này cộng lại là 1.000 vậy đó. Bài toán giống như bài toán vừa rồi thôi, nên chúng ta qua nhanh cái phần giả thiết này. Nó bài toán giống như bài toán vừa chúng ta xét ở trên thôi. Và ở đây á, chúng ta có hàm lợi nhuận cũng giống như hồi nãy. Nhưng chúng ta lại giả sử khác.
Bây giờ chúng ta giả sử là đơn giá bán ở thị trường thứ nhất là 17, nhỏ hơn đơn giá bán cái thị trường thứ hai là 21. Và hàm chi phí chúng ta cho giống như hồi nãy. Và chi phí tăng thêm trên chi phí tăng thêm á, đây là chi phí tăng thêm trên một đơn vị sản phẩm ở thị trường thứ hai. Giống như là nếu các em bán một chiếc xe ở Sài Gòn thì các em có chi phí là 10 đồng, thì bán ở Nha Trang thì các em có chi phí tăng thêm 2 đồng nữa là 12 đồng, ví dụ vậy đó. Bây giờ chúng ta thế vào, chúng ta lại có cái hàm bi theo Q1 và Q2. Mời các em xem tiếp cái trang bên cạnh. Rồi khi đó thế vào, chúng ta lại có một hàm bậc 2 và hai biến theo Q1, Q2. Ở đây chúng ta sẽ thế B1 bằng 17 nè. B2 bằng 21. Và đây là trừ C nè. Cái này là T là bằng 2 nè. Đó. Bây giờ rút gọn cái biểu thức trên, chúng ta có biểu thức dưới đây. Cách làm hoàn toàn tương tự như cái bài vừa rồi thôi. Chúng ta có điều kiện cần là cho tất cả các hàm riêng cấp 1 của hàm bi thế biến Q1 và thế biến Q2 cùng bằng 0. Thì chúng ta đây có đây là gì? Đây là hàm riêng của hàm bi thế biến Q1 nè. Đây là hàm riêng của hàm bi thế biến Q2. Chúng ta chuyển vế qua, chúng ta có hệ phương trình này. Hệ phương trình này thì dĩ nhiên bất cứ học sinh lớp 6, lớp 7 nào cũng giải được. Nhưng mà để giải nhanh thì các em thấy vậy nè. Các em cộng hai cái này lại và chia cho 3, phải không? Thì các em sẽ được là Q1 cộng Q2 bằng 36 chia 3 là 12. Thì các em đặt ra phương trình 3 đi, đây phương trình 1. Các em lấy phương trình 1 trừ phương trình 3 thì các em mất cái Q2 đi, còn được một cái Q1 là bằng 17 trừ 12 là 5 nè. Các em lấy phương trình 2 này nè, các em trừ cho phương trình Q1 cộng Q2 bằng 12 thì các em được mất Q1, còn Q2 là bằng 19 trừ 12 là 7 nè, đó. Thì ý nghĩa giống như là các em sản xuất ra 1.200 đi, 1.200 chiếc xe hơi. Các em bán ở thị trường Sài Gòn là 500 chiếc. Bán ở thị trường Hà Nội là 700 chiếc, cộng lại là 1.500 chiếc. Thì lúc đó thì các em sẽ được lợi nhuận đạt cực đại. Và ở đây là mấy điều kiện cần thôi, điều kiện đủ thì hoàn toàn giống như cái điều kiện đủ của bài toán vừa rồi, thì chúng ta cũng nhìn nhanh qua thôi. Thì chúng ta biết là H1 sẽ âm và H2 sẽ dương với mọi Q1, Q2. Các em xem tiếp cái điều kiện đủ. Đó, đây là ma trận hết của chúng ta nè, giống như hồi nãy thôi. Hoàn toàn giống như cái ví dụ ở trên thôi. Chúng ta không cần phải dừng lại ở đây lâu làm gì. Đó. Điều kiện đủ hoàn toàn giống như bài toán vừa rồi. Và từ đó chúng ta kết luận rằng hàm bi của chúng ta đạt cực đại toàn cục khi Q1 bằng 5 và Q2 bằng 7. Ví dụ này hoàn toàn giống như ví dụ vừa rồi. Với một giả thiết hợp lý hơn là giá bán ở thị trường thứ hai thì cao hơn giá bán ở thị trường thứ nhất, bởi vì chi phí trên thị trường thứ hai cho một đơn vị sản phẩm thì cao hơn, nên giá bán cao hơn thì nó hợp lý hơn. Còn ví dụ trên là vì lý do mở rộng thị trường nên người ta chấp nhận một giá bán không hợp lý lắm. Bây giờ chúng ta xét qua một ví dụ khác nữa. Cái này là không cần tính cũng được. Ở đây là chúng ta chỉ cần tìm Q1, Q2 khi nào đã đạt cực đại toàn cục là được rồi. Cái này chúng ta thế vào. Cái này là của bài toán lớp 6 thôi. Chúng ta không cần xét cái này nữa. Bây giờ chúng ta lại xét một ví dụ khác. Với cái giả thiết tổng quát hơn, tức là chúng ta có hàm cầu trên thị trường thứ nhất và hàm cầu trên thị trường thứ hai. Nó phụ thuộc vào giá trên thị trường thứ nhất, và hàm cầu trên thị trường thứ hai nó phụ thuộc vào giá trên thị trường thứ hai. Bây giờ cũng một công ty sản xuất có một loại sản phẩm thôi và cũng tiêu thụ trên hai thị trường riêng biệt.
Chúng ta có hàm cầu trên thị trường, thứ nhất là QD1, D là viết tắt của chữ demand là nhu cầu đó, là bằng 80 trừ B1 chia 3, và QD2 là bằng 80 trừ B2 chia cho 4. B1 là đơn giá trên thị trường thứ nhất, B2 là đơn giá bán trên thị trường thứ hai. Bài toán thì cũng đặt ra giống như vừa rồi thôi, tức là có tổng chi phí, hàm tổng chi phí theo Q. Ở đây Q của chúng ta là bằng Q1 cộng Q2. Q là tổng sản phẩm và Q1 là số lượng sản phẩm tiêu thụ trên thị trường thứ nhất. Q2 là số lượng sản phẩm tiêu thụ trên thị trường thứ hai, và Q1 cộng Q2 sẽ bằng Q. Các em để ý Q là bằng Q1 cộng Q2. Cái này là các em biết rồi. B1 là đơn giá trên thị trường thứ nhất, B2 là đơn giá trên thị trường thứ hai. Q là tổng sản phẩm, Q1 là lượng sản phẩm tiêu thụ trên thị trường thứ nhất, Q2 là lượng sản phẩm tiêu thụ trên thị trường thứ hai. Bây giờ vấn đề đặt ra là tìm Q1, Q2. Q1 là lượng sản phẩm cung cấp cho thị trường 1, Q2 là lượng sản phẩm cung cấp cho thị trường 2 để lợi nhuận đạt max. Max tức là lớn nhất đó. Bài toán cũng tương tự như trên thôi. Chúng ta thế vào. Chúng ta giả sử công ty cung cấp cho thị trường thứ nhất là Q1 và cung cấp cho thị trường thứ hai là Q2. Với giả thiết ở trên, chúng ta suy ra Q1 bằng 80 trừ B1 trên 3 và Q2 bằng 80 trừ B2 trên 4. Q1 là bằng 80 trừ B1 trên 3 và Q2 bằng 80 trừ B2 trên 4. Và Q1 cộng Q2 thì bằng Q. Q là tổng sản lượng. Từ phương trình này chúng ta tìm được B1 là bằng 240 trừ 3Q1. Và từ phương trình này chúng ta tìm được B2 là bằng 320 trừ 4Q2. Có nghĩa là chúng ta tìm được B1 theo Q1 và tìm được B2 theo Q2. Từ đó chúng ta suy ra là doanh thu trên thị trường thứ nhất là lấy B1 nhân Q1 này. Doanh thu trên thị trường thứ hai là lấy B2 nhân Q2. B1 là này này đó. B2 là này, thế vô đây thôi. Có doanh thu, có chi phí, chúng ta suy ra được lợi nhuận là bằng, lợi nhuận của chúng ta sẽ bằng là, lợi nhuận chúng ta sẽ bằng là tổng doanh thu trừ tổng chi phí. Doanh thu của thị trường thứ nhất là R1 là bằng cái này. Doanh thu của thị trường thứ hai là R2 là bằng cái này. Và đây là hàm tổng chi phí này. Không có dấu trừ, trừ ra thì chúng ta được như thế này đó. Bây giờ chúng ta tìm mà điều kiện cần để cái hàm này đạt cực trị. Ở đây thì cũng là một hàm gì? Hàm hai biến theo Q1, Q2. Ở đây Q chúng ta không viết ra, nếu chúng ta viết là Q bằng Q1 cộng Q2 vào đây cũng được. Nhưng ở đây chúng ta lười nên chúng ta không viết ra. Chúng ta hiểu ngầm là Q bằng Q1 cộng Q2 thôi. Cái này là chúng ta nhắc lại thôi, không cần. Chúng ta nhắc lại những điều đã viết ở trên thôi. Bây giờ chúng ta có điều kiện cần để hàm bi của chúng ta đạt cực trị là đà hàm riêng cấp 1 của hàm bi theo biến Q1 bằng đà hàm riêng cấp 1 của hàm bi theo biến Q2 bằng 0. Và chúng ta lấy đà hàm riêng cấp 1 của hàm bi theo biến Q1 rồi chúng ta chuyển vé qua này. Ở đây chúng ta nhớ là đạo hàm của hai Q bình phương là 2Q. 2Q tức là 2Q1 cộng Q2, chúng ta chuyển vé qua rồi đó. Đạo hàm của 30Q tức là 30Q1 cộng Q2, đạo hàm riêng theo biến Q1 hay Q2 cũng đều bằng là 30. Chúng ta trừ 30, chúng ta chuyển vé qua rồi đó, là bằng 30. Chúng ta có cái điều kiện cần là tương đương với hệ phương trình này. Và đây là một hệ phương trình hai ẩn, gồm hai phương trình. Và hệ phương trình này thì tất cả các học sinh lớp 7 đều có thể giải được. Do đó chúng ta
không có nói cách giải ở đây. Các em sẽ thấy chúng ta chỉ ghi kết quả ra được rồi, không nào, chúng ta ghi kết quả ra thôi. Và bây giờ phương trình, hệ phương trình của chúng ta tương đương với hệ này, và chúng ta có kết quả là Q1 bằng 20 và Q2 bằng 25. Có điều kiện cần rồi, chúng ta tính điều kiện đủ là ở đây chúng ta có này, H1 bằng trừ 8 và H2 chúng ta là bằng hai cái này nhân nhau trừ cho cái này bình phương nè, đó là chúng ta rõ ràng là H1 là âm, H2 dương với mọi Q1, Q2, không nào. Bây giờ chúng ta tiếp tục xét H1 âm và H2 dương với mọi Q1, Q2. Chúng ta kết luận rằng hàm bi của chúng ta đạt cực đại toàn cục tại Q1 bằng 20 và Q2 bằng 25. Và như vậy chúng ta đã có kết quả rồi. Nhưng mà chúng ta có thể nói thêm là gì? Chúng ta nói thêm rằng là để lợi nhuận đạt cực đại thì công ty sẽ cung cấp cho thị trường thứ nhất với một số lượng là Q1 bằng 20 với đơn giá là B1 bằng 180. Tương tự như vậy, công ty sẽ cung cấp cho thị trường thứ hai một số lượng là 25 sản phẩm với đơn giá là B2 bằng 220. Các em thể tưởng tượng rằng chẳng hạn như là gì? Một công ty sản xuất ra 45 chiếc xe hơi đi chẳng hạn. 45 chiếc xe hơi tiêu thụ ở thị trường Sài Gòn là 20 chiếc với đơn giá là 180.000 đô một chiếc, và tiêu thụ ở thị trường Hà Nội là 25 chiếc với đơn giá là 220.000 đô một chiếc, ví dụ vậy đó. Thì các em có thể hình dung bài toán cụ thể là như vậy. Thì cái đơn vị này chúng ta có thể là đơn vị là ký, là tấn, là chiếc, là một container, là cái gì nó tùy theo cái mặt hàng của chúng ta. Và cái đơn giá này là 1.000 đồng, 1 triệu đồng, 1 tỷ đồng, 1 đô la, 100 đô la, 1.000 đô la, tùy theo cái bài toán mà chúng ta quy định vậy thôi. Và tới đây là kết thúc cái ví dụ này. Bây giờ mời các em xét tiếp một ví dụ nữa về ứng dụng vào kinh tế. Bây giờ trước khi xét tiếp những ví dụ mà tìm cực trị, nói thẳng là tìm cực trị toàn cục có điều kiện, ở đây chúng ta xét một điều kiện thôi của hàm hai biến, thì chúng ta cần nhắc lại một số cái lý thuyết sau đây. Bây giờ các em để ý là chúng ta đặt hàm f lớn là bằng f nhỏ cộng với lambda r, và chúng ta có điều kiện cần là giả sử x0, y0, lambda 0 là nghiệm của cái hệ tất cả các hàm riêng của hàm f lớn này theo biến x, ở đây là theo biến y nè. Ở đây chúng ta, ở đây thầy đánh máy nhầm, f phẩy theo x bằng f phẩy theo y bằng f phẩy theo lambda bằng 0. Thì đây là điều kiện cần để cái hàm này đạt cực trị tại x0, y0 thôi. Và vì thời gian không còn nữa, do đó bài học của chúng ta hôm nay tạm dừng ở đây. Lần tới thầy sẽ nhắc lại với các em về cái điều kiện cần và điều kiện đủ này, điều kiện cần rồi sau đó điều kiện đủ để một cái hàm f đạt cực trị toàn cục tại một điểm x0, y0 nào đó thỏa điều kiện d bằng 0.
Còn bây giờ thì chúng ta dừng ở đây. Thân ái chào các em và hẹn gặp lại các em trong chương trình.